Theo ngành y tế Vĩnh Long thì số trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tỉnh tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Trong tuần toàn tỉnh ghi nhận 140 ca mắc, trung bình là 20 ca mỗi ngày. So với tuần trước thì số ca mắc tăng gấp 1,2 lần. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.580 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, có 2 trường hợp tử vong. Đồng thời, tuần qua, ngành y tế cũng ghi nhận và xử lý 45 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ, nâng số ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ được xử lý từ đầu năm đến nay lên gần 450 ổ dịch. Theo đánh giá của ngành y tế, hiện nay đang vào cao điểm mùa mưa là yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên môi trường thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh. Do đó, nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống như diệt lăng quăng, xử lý ổ dịch thì số ca mắc sốt xuất huyết sẽ còn tăng cao hơn trong thời gian tới.